Kinh số 25, Kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Quyển 2. Phẩm 3, Chuyển Luân Dương. Các tỳ kheo trong châu Diêm Phù, khi Chuyển Luân Dương ra đời, thì ngay ở cõi Diêm Phù ấy tự nhiên có đầy đủ 7 thứ quý báu. Vị Chuyển Luân Dương ấy lại có 4 thứ năng lực thần thông. 7 thứ quý báu ấy là gì? 1 là bánh xe vàng báu, 2 là voi trắng báu, 3 là ngựa báu màu xanh biếc, 4 là ngọc thần báu, 5 là ngọc nữ báu, 6 là chủ kho tàng báu, 7 là tướng lĩnh báu. Các tỳ kheo, thế nào là Chuyển Luân Thánh Dương có đầy đủ bánh xe vàng báu? Các tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Dương ấy xuất hiện ở cõi Diêm Phù Đề, dùng nước rưới đầu, làm sát đế lợi. Vào ngày rằm trăng tròn chay tịnh, nhà vua gội đầu, mặc áo lông trắng thẳng nếp, xõa tóc, trang sức bằng ngọc mani và chuỗi anh lạc. Ở trên lầu gác, quyến thuộc quần thần vây quanh sao trước. Khi ấy, trước vua tự nhiên có bánh xe báo bằng vàng trời, có ngàn tâm, trục, dành, các bộ phận đầy đủ hiện đến, chẳng phải do thợ làm thành. Đường kính bánh xe bằng 7 khuỷu tay. Bấy giờ, Chuyển Luân Thánh Dương quán đảnh sát đế lợi, nghĩ thế này. Khi xưa ta từng nghe nói thế này, nếu có vua quán đảnh sát đế lợi vào ngày rằm trăng tròn chay tịnh, gội đầu, mặc y phục bằng lông trắng thẳng nếp, đeo chuỗi anh lạc, ở trên lầu gác, quyến thuộc quần thần sao trước dây quanh, thì khi ấy trước vua tự nhiên có bánh xe báu bằng vàng trời, có ngàn tâm, trục, dành, các bộ phận đầy đủ hiện đến, chẳng phải do công thợ, đường kính bằng 7 khuỷu tay. Khi có điềm này thì vua đã thành tự đức của Chuyển Luân Dương. Nay ta nhất định xứng đáng là Chuyển Luân Dương. Bấy giờ, Chuyển Luân Dương quán đảnh sát đế lợi muốn thử bánh xe báo kia, liền ra lệnh trang bị 4 loại binh chủng là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh. 4 binh chủng đã trang bị xong, nhà vua liền đi đến bên bánh xe vàng. Đến nơi, để lộ cánh tay phải, đầu gối quỳ xuống đất, ở trước bánh xe, dùng tay phải vỗ bánh xe báo và nói thế này. Này bánh xe báo, nay nếu ta là Chuyển Luân Dương, thì hãy vì ta mà hàng phục. Chuyển Luân Dương những dùng đất chưa hàng phục. Chuyển Luân Dương, bánh xe báo tức thời chuyển bánh để hàng phục các nơi chưa hàng phục. Các tỳ kheo, khi ấy, vua quán đảnh sát đế lợi, đã thấy bánh xe vàng báo kia chuyển động, liền trang bị xa giá đi về hướng đông. Bánh xe báo kia và 4 loại binh chủng, tượng, mã, vân vân cùng lúc đi theo. Các tỳ kheo, trước và sau bánh xe báo lại có 4 vị đại thiên đi kèm. Địa phương nào mà bánh xe báo kia đến dừng nghỉ thì Chuyển Luân Dương và 4 loại binh chủng, tượng, mã, vân vân cũng đều dừng lại nghỉ tại nơi ấy. Lúc bấy giờ, tất cả các vị quốc vương ở phương đông đều lấy bát vàng đựng đầy cơm bạc hoặc lấy bát bạc đựng đầy cơm vàng cùng đi đến trước chỗ Chuyển Luân Dương. Đến nơi, họ tâu với Chuyển Luân Dương. Tâu đại dương, ngài đến đây thật quý quá. Đây là thiên vật xin dâng ngài. Nhân dân phương đông này đông đúc, giàu có, vui vẻ, rất dễ thương, không có sợ sệt. Cúi xin đại dương xót thương thọ nhận. Xin lân mẫn, chúng thần tuân lệnh phụng sự thiên dương, quyết không thay lòng đổi dạ. Khi ấy, Chuyển Luân Dương bảo các vua. Các ông nếu đã thành tâm như vậy, thì các ông ở trong quốc độ của mình hãy trị hóa đúng như pháp. Vì sao? Vì nếu các ông để cho trong quốc độ của mình có những điều ác phi pháp xảy ra, thì ta sẽ trị tội các ông. Này ta ra lệnh cho các ông phải chấm dứt sát sanh và dạy cho dân chúng không sát sanh, không lấy vật không cho, không tà dâm, không nói dối, vân vân, không tà kiến. Nếu các ông chấm dứt sát sanh, không lấy vật không cho,
không tà dâm, nói lời chân thật, chánh kiến, thì ta biết là các ông và đất nước các ông đã hàng phục. Bấy giờ, các quốc vương ở phương Đông nghe Chuyển Luân Vương dạy như vậy rồi, cùng lúc đồng thọ nhận 10 nghiệp thiện, thọ nhận rồi làm theo. Mỗi quốc độ đều như pháp trị hóa. Vì sự tự tại của Chuyển Luân Vương nên Ngài đi đến chỗ nào, bánh xe báo đi theo đến đó. Bánh xe báo bằng vàng trời của Thánh Vương đã hàng phục các quốc độ phương Đông như vậy rồi. Đến bờ biển phương Đông du hành cùng khắp rồi quay về. Kế đến, lần lượt đi đến phương Nam, phương Tây cho đến phương Bắc. Đi theo con đường Chuyển Luân Vương ngày xưa đã đi mà đi. Chuyển Luân Vương và bốn loại binh chủng đã dẫn nhau đi. Bánh xe báo này dừng lại chỗ nào thì Chuyển Luân Vương và bốn loại binh chủng liền dừng lại chỗ đó. Bấy giờ, tất cả các quốc vương ở phương Bắc cũng đều mang bát bằng vàng trời đựng đầy cơm bạc, hoặc bát bằng bạc đựng đầy cơm vàng. Đến nơi quỳ thẳng thưa: Thiên Vương đến đây thật là vinh hạnh, Thiên Vương đến đây thật là vinh hạnh. Chúng tôi ở phương Bắc này trông chờ Thiên Vương. Ở đây nhân dân đông đúc, giàu có, an lạc, không gì lo sợ, thật là dễ mến. Xin Thiên Vương ở lại trị hóa, chúng tôi xin thần phục. Chuyển Luân Vương liền dạy: Nếu thật như vậy, các ông hãy tự trị hóa quốc độ của mình, nhất mực y theo giáo lệnh, đừng làm trái pháp. Vì sao? Vì đừng để cho trong quốc độ của ta có người phi pháp và kẻ làm ác. Lại nữa, các ông đừng sát sanh và dạy người không sát sanh, không lấy vật không cho, và việc tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến, các ông phải đoạn trừ. Nếu lìa sát sanh cho đến nếu thực hành chánh kiến, làm được như vậy thì ta biết là quốc độ của các ông đều đã hàng phục. Các vị vua ấy cùng tâu với Chuyển Luân Vương: Chúng tôi sẽ phụng hành đúng như lời Thiên Vương dạy. Bấy giờ, các quốc vương ở phương Bắc nghe Chuyển Luân Vương dạy như vậy rồi, đều tuân theo, thọ 10 nghiệp thiện, thọ rồi thực hành, giữ đúng như pháp, y luật trị hóa. Do sức tự tại, nên Chuyển Luân Vương đi đến chỗ nào, bánh xe báo theo đến nơi ấy. Bánh xe vàng này cứ như thế, lần lượt hàng phục phương Bắc rồi, qua tới bờ biển Bắc. Có bao nhiêu quốc độ đều đi khắp biên giới, xong rồi trở về. Bấy giờ, ở trong cõi Diêm Phù Đề, vua chọn lựa một địa điểm hùng vĩ nhất, đẹp đẽ nhất, sạch sẽ nhất cho bánh xe báo dừng lại ở đó. Chỗ ấy, từ đông sang tây rộng 7 do tuần, nam sang bắc ước chừng 12 do tuần. Đi được như vậy rồi, bấy giờ vào ban đêm, chư thiên đi xuống. Tự nhiên vì Chuyển Luân Thánh Vương tạo lập cung điện, hoàn thành tức thời. Khi đã hoàn thành, cung điện ấy rực rỡ trang nghiêm do bốn báo là vàng, bạc, pha lê, lưu ly cõi trời tạo thành. Khi ấy, bánh xe báo bằng vàng ròng cõi trời, vì Thánh Vương đang ở cửa trong của cung điện giọt lên hư không, ung dung dừng lại như dính vào trục xe, không lay, không động. Ngay khi ấy, Chuyển Luân Vương rất vui mừng, vô cùng phấn khởi nghĩ thế này: Nay ta đã được bánh xe báo cõi trời rồi ư? Các tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương ấy có xe báo bằng vàng trời, hoàn hảo tự nhiên, hình dáng là như thế. Các tỳ kheo, Chuyển Luân Vương lại có voi báo trắng, hoàn hảo như thế nào? Các tỳ kheo, Chuyển Luân Vương vào buổi sáng sớm, khi đang ngồi trong cung, liền có voi báo xuất hiện, lông toàn thân trắng, đẹp như hoa câu vật đầu. 7 chi chấm đất, có đại thần lực, bay đi trên không. Đầu có màu đỏ, như con trùng Đà La Cù Ba Ca. Voi có 6 ngà nhọn hoắt, rất đẹp, nhiều màu, giống như lúa vàng. Voi tên là Obosatha. Chuyển Luân Thánh Vương thấy voi báo rồi, nghĩ như thế này: Voi này đã xuất hiện, nếu khi được thuần dưỡng, thì có thể đảm nhận các việc, trở thành thuần để cưỡi chăng? Bấy giờ, trong vòng một ngày, con voi báo ấy đều được điều phục, có thể đảm nhận việc kéo xe cho vua và tất cả việc khác.
giống như con voi đã được thuần dưỡng qua vô lượng trăm ngàn năm đến nay, trang nghiêm, hiền lành, tùy thuận, thích ý. Con voi báo kia trong vòng một ngày chịu sự điều phục, đảm nhận các việc cũng giống như thế. Khi ấy, Chuyển Luân Dương muốn thử voi báo, vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc, cởi voi báo kia chu du cùng khắp, đến tận bờ biển, thấu chốn biên thùy. Chu du khắp nơi rồi, trở về đến chỗ cung điện cũ, Chuyển Luân Dương kia mới ăn điểm tâm. Do nhân duyên ấy, bấy giờ nhà vua trong lòng vô cùng hoan hỷ, cho rằng vì mình nên mới xuất hiện voi báo như vậy. Các tỳ kheo, Chuyển Luân Dương ấy có voi báo trắng tự nhiên hoàn hảo là như vậy. Các tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Dương có ngựa báo hoàn hảo là như thế nào? Các tỳ kheo, Chuyển Luân Dương ấy vào buổi sáng sớm ngồi trên cung điện thì ngay trước mặt vua, ngựa báo màu xanh biếc xuất hiện. Thân thể xanh mướt, sắc lông óng ả, đầu đen, lông bờm bung ra, có sức thần thông bay đi trên không. Tên nó là Bà La La Ha. Chuyển Luân Dương thấy ngựa rồi, nghĩ thế này. Ngựa này đã xuất hiện, nếu khi đã thuần dưỡng thì có thể nhận lãnh các việc, có thể vì ta làm tốt việc chuyên chở chăng? Khi ấy trong vòng một ngày, ngựa báo kia liền được thuần dưỡng, đảm nhận các việc. Giống như con ngựa đã được thuần dưỡng từ vô lượng năm đến nay, hiền lành vô cùng, con ngựa này cũng vậy. Khi điều phục, chỉ trong vòng một ngày có thể đảm nhận tất cả mọi việc. Khi ấy, Chuyển Luân Dương muốn thử ngựa báo vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc, cưỡi lên ngựa báo đi khắp cõi nước, trở về cung điện, Chuyển Luân Dương mới dùng sáng. Vì nhân duyên ấy nên sanh hoan hỷ phấn khởi vô cùng, cho rằng nay ta đã có ngựa báo màu xanh biếc. Các tỳ kheo, Chuyển Luân Dương ấy ngựa báo hoàn hảo là như thế nào? Các tỳ kheo, Chuyển Luân Dương ấy có ngọc mani báo, sắc tỳ lưu ly, có tám cạnh đẹp đẽ, chẳng phải do thợ làm ra, tự nhiên phát ra ánh sáng trong suốt. Chuyển Luân Dương thấy ngọc ấy rồi, nghĩ như thế này. Ngọc mani báo này đầy đủ các tướng, phải treo nó ở trong cung để phát ánh sáng. Khi ấy, Chuyển Luân Dương muốn thử ngọc báo mani, trang bị bốn binh chủng là tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh. Đủ bốn binh chủng rồi, vào nửa đêm, mây đen dày đặc, sấm chớp nổi lên, mưa rơi lất phất.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô